Chúng ta sẽ cùng tiếp nối khung giờ thứ hai của Cà phê Ngày Mới với những cái tờ báo buổi sáng của chúng tôi. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 và người lao động trên khắp cả nước trừ tụi tôi ra và ekip chương trình vẫn đang phải làm việc thì vẫn còn đang nghỉ, và một số cơ quan báo chí thay vì ra ấn phẩm hàng ngày, thay vào đó họ ra những cái ấn phẩm đặc biệt với nhiều bài viết tổng hợp sâu sắc đáng nhớ. Trong khi đó thì vẫn có những cái tòa soạn làm việc xuyên lễ giống như là tụi mình nè, đưa tới bạn đọc những cái thông tin nóng hổi theo nhịp sống hàng ngày, và chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông tin đáng chú ý, những cái tích bài hay mà chúng tôi đã lựa chọn trong cái phần điểm báo sáng nay. Chị Hồng Quyên hãy cùng chúng tôi sẽ cùng điểm qua cho quý vị. Hôm nay thì chúng tôi có điểm trên báo Lao Động, báo Thanh Niên, báo Công Thương, những vấn đề như là từ những vấn đề vĩ mô tới những vấn đề mà gắn bó rất sát sườn tới cuộc sống của người dân chúng ta, từ việc bạn bị stress đến đột quỵ đều do áp lực ở nơi làm việc. Làm sao để có thể giảm thiểu điều này? Chúng tôi sẽ điểm qua cho quý vị thông tin này ở phần cuối của chuyên mục điểm báo. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài báo đầu tiên trên báo Lao Động ở trang nhất và trang hai với nhan đề "Thuê vỉa hè kinh doanh thì ai được thuê", cảnh báo mùi ngon của tham nhũng. Lập lại trật tự vỉa hè là một trong những vấn đề nóng trong suốt tháng 4 vừa qua. Nay thì được tờ Lao Động đặt ra nhiều câu hỏi đáng suy ngẫm đối với các cơ quan quản lý. Mới đây như là thành phố Hà Nội yêu cầu các quận mạnh dạn thí điểm cho thuê mặt bằng ở những tuyến phố mà có đủ điều kiện hạ tầng nhằm đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận người dân đang bám vỉa hè kiếm sống. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng ai được thuê vỉa hè, thuê vào lúc nào, rồi thuê ở đâu, cần phải có loại bỏ cơ chế xin cho, bởi đây là mồi ngon của tham nhũng. Việc này phải được tính toán một cách kỹ lưỡng, tránh tình trạng vỉa hè quản không được, còn cho thuê thì cũng không xong. Trao đổi với báo Lao Động thì kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng vỉa hè theo luật, theo mà đúng chức năng là dành cho người đi bộ. Việc cho thuê vỉa hè sẽ gây ra nhiều vấn đề khác như là ô nhiễm, tắc nghẽn giao thông, rồi ảnh hưởng tới cả mỹ quan đô thị trong quản lý đô thị. Cần phải thực hiện việc quản lý cho thuê tài sản thật đúng luật. Vỉa hè là một dạng tài sản công. Nếu Hà Nội thừa diện tích vỉa hè và lòng đường thì có thể bỏ ra khỏi phần diện tích giao thông, tổ chức thành các diện tích thương mại. Từ các bài học rút ra của thủ đô Hà Nội đã triển khai để có phương án tổ chức các không gian dịch vụ thương mại. Việc này không quá làm khó kế sinh nhai của người dân, nhưng mà cũng phải loại dần các bên đang có quá nhiều ưu ái trong sử dụng không gian công sản vỉa hè, lòng đường cho mục đích tư lợi khác. Ưu ái cũng đồng nghĩa với tiêu cực đó, cho nên là chúng ta cũng hy vọng rằng khi mà các đề án phát triển kinh tế vỉa hè được đi vào đời sống thì nó sẽ phải mang tính ứng dụng thật là cao để phản ánh đúng những cái vấn đề của cuộc sống để giải quyết nó. Có một trong những cái vấn đề trong ngành y tế cũng đang dần được cái ngành này giải quyết, đó chính là những cái vướng mắc ở trong công tác đấu thầu thuốc và thiết bị y tế. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đều biết là Nghị định 07/2023 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 98 về quản lý trang thiết bị y tế, về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc cung ứng trang thiết bị y tế ra đời cách đây 2 tháng, đã giải quyết được những cái nút thắt cơ bản ở trong luật đấu thầu. Ý kiến này cũng đã được tờ Thanh Niên phản ánh trong bài viết "Xóa nỗi sợ vô hình trong đấu thầu thuốc, thiết bị y tế". Hãy cùng với chúng tôi trích đọc ngay sau đây. Theo đó, dù đánh giá rất cao hai chính sách vừa ra đời, song lãnh đạo của nhiều bệnh viện cũng cho rằng cả Nghị định 07 và Nghị quyết 30 thì vẫn còn nhiều điều cần làm rõ để tránh nỗi sợ vô hình này. Một số điểm băn khoăn tại Nghị định 07 đó là quy định chưa đảm bảo bắt buộc niêm yết giá đối với thuốc và vật tư y tế trên cổng thông tin của Bộ Y tế, dẫn đến các cơ sở khám chữa bệnh không nắm được giá và đã được niêm yết hay chưa, và mua sắm có vượt giá niêm yết hay không. Hay hiện nay, Bộ Y tế chưa ban hành danh mục và hướng dẫn thông tin về đối với trang thiết bị vật tư y tế phải kê khai giá, nên cơ sở y tế không biết là sản phẩm nào thuộc diện phải kê khai giá theo quy định để kiểm soát giá kê khai với giá trúng thầu. Một lãnh đạo bệnh viện đưa ra ý kiến là Nghị định 07 và Nghị quyết 30 nhìn chung mới chỉ giải quyết vấn đề cấp bách trong phạm vi của năm 2023 và năm 2024. Về lâu dài, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế vẫn cần nghiên cứu và sớm hoàn thiện ban hành luật đấu thầu sửa đổi làm căn cứ pháp luật trong đấu thầu thuốc và trang thiết bị vật tư y tế. Bài viết sau của ông Quyên thấy khá là thú vị, khá hay. Có lẽ nếu những ai mà đã quan tâm tới những bếp ăn tập thể, bếp ăn dành cho con mình thì hãy thử nghiên cứu xem, biết đâu cái nguồn thực phẩm phụ phế phẩm của các loại thịt sẽ tràn vào trong những bữa ăn đó. Ở trên báo Thanh Niên trang 6 với nhan đề "Thịt thải loại vào Việt Nam rồi sẽ đi đâu?" Ngành chăn nuôi ở trong nước thì đang điêu đứng bởi vì cung
đang vượt cầu, nhưng mà nhập khẩu thịt và phụ phế phẩm dạng thịt tiếp tục tăng trong tháng 4 năm 2023. Vậy thì tất cả những nguồn này sẽ được tuồn đi đâu? Trên tờ báo này có chia sẻ, theo như khảo sát thì điểm đến của các loại phụ phế phẩm thải loại không chỉ là vào các bếp ăn tập thể, mà vào cả những hàng quán, siêu thị ở trung tâm thành phố. Nếu mà thịt nóng, tức là thịt mà vừa mổ tươi xong á, sẽ phổ biến từ giá 135.000 đồng đến 150.000 đồng một ký. Thì thành hàng đông lạnh và nhập khẩu chỉ với giá 75.000 đồng đến 80.000 đồng một ký thôi. Với mức giá quá cạnh tranh, hiện nay các sản phẩm này rất phổ biến trên thị trường và tràn lan từ siêu thị cho đến chợ truyền thống và chợ online. Trong vai một người có nhu cầu mua các loại thịt giá rẻ để mở quán ăn bình dân, phóng viên có liên hệ với một đầu mối chuyên nhập khẩu thịt đông lạnh có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh thì được biết như thế này. Cần mua sản phẩm nào cũng có, rất nhiều mặt hàng, từ nhiều nước khác nhau. Người này chủ yếu là nhập các loại phụ phẩm như là xương heo, da gà, da heo, chân gà, chân heo, mỡ lòng, v.v. Bình quân những sản phẩm loại này nhập khẩu về tới Việt Nam, tính hết các loại thuế và phí rồi, chỉ khoảng 1 đô la Mỹ trên 1 ký. Tức là đâu đó nó hơn khoảng 25.000 cho tới khoảng dưới 30.000 đồng một ký thôi. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam đề nghị là đến lúc mà chúng ta cần phải có những biện pháp phi thuế quan để có thể bảo vệ sản xuất ở trong nước, tránh tình trạng là nhập siêu các sản phẩm gia cầm như là thời gian vừa qua, đề nghị các bộ ngành sớm xây dựng các hàng rào kỹ thuật một cách hợp lý và phù hợp với thông lệ quốc tế. Thưa quý vị, ở trong thị trường bất động sản thì chưa bao giờ các gói ưu đãi đối với người mua nhà được các chủ đầu tư ưu ái và tung ra nhiều và hấp dẫn như thời điểm hiện tại. Các chuyên gia nhận định thời điểm hiện tại là cơ hội tốt dành cho cả khách hàng có nhu cầu ở thực lẫn nhà đầu tư. Thông tin này đã được tờ Đại Đoàn Kết đăng tải trên trang 2 với nhan đề Doanh nghiệp chạy mua ưu đãi và người mua nhà được hưởng lợi. Theo bài viết, thì để thu hút khách hàng, hiện nay nhiều chủ đầu tư không ngần ngại tung ra các chính sách thanh toán linh hoạt và ưu đãi vượt bậc như là chia nhỏ thanh toán, hỗ trợ lãi suất, chiết khấu lớn cho khách hàng. Động thái quyết liệt trong việc tháo gỡ khó khăn cũng như khôi phục đà phát triển kinh tế của chính phủ thời gian qua đang phát huy tác dụng tích cực với thị trường bất động sản. Theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, việc hạ lãi suất tiết kiệm và nới room tín dụng và chính sách điều hành góp phần giúp hạ nhiệt lãi suất vay mua nhà và thị trường sẽ sớm phục hồi. So với đầu năm thì lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng thương mại hiện đã giảm 1-2%. Điều này không chỉ giúp người mua nhà bớt áp lực, thúc đẩy lực cầu gia tăng trở lại mà còn giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí vốn. Từ đó doanh nghiệp có thể đưa ra chính sách bán hàng hấp dẫn hơn và có lợi hơn cho khách hàng. Quý vị và các bạn quan tâm đến bài viết này xin mời tìm đọc trên trang 4 báo Đại Đoàn Kết. Còn trên báo Công Thương ở trang 12, một bài viết đáng chú ý chia sẻ về thị trường lao động chuyển động theo hướng tích cực. Hồng Quyên xin được phép trích đọc cụ thể cho quý vị. Theo như Tổng cục Thống kê cũng như là Cục Việc làm, thị trường lao động đã phục hồi tích cực, song vẫn còn ở đó những tồn tại đáng quan tâm. Nổi bật nhất là chất lượng nguồn cung chưa đáp ứng được cho nhu cầu của thị trường lao động hiện tại, linh hoạt, bền vững và hội nhập. Hạn chế về trình độ kỹ năng nghề khiến cho lao động khó có được việc làm bền vững và chuyển dịch linh hoạt trong thị trường lao động hiện nay. Điều này thì dẫn tới năng lực cạnh tranh quốc gia còn thấp, chưa tận dụng được hết cơ hội của thời kỳ dân số vàng để có thể thu hút nguồn lực đầu tư nước ngoài. Và để thị trường lao động có thể phục hồi một cách bền vững thì giới chuyên gia cũng cho rằng tiếp tục hoàn thiện thể chế hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động việc làm. Coi đó là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để có thể phục hồi nền kinh tế. Việc hình thành một thị trường lao động linh hoạt, đồng bộ, hiện đại, bền vững, mang yếu tố hội nhập thì phải đi cùng với xây dựng và phát triển một hệ thống chính sách an sinh xã hội toàn diện, bao trùm, bền vững. Hai vấn đề này phải tiến hành một cách đồng bộ. Vấn đề nguồn lực lao động và vấn đề đào tạo cho nguồn lực này cũng là một vấn đề trọng yếu của mỗi một chính phủ, mỗi một nhà nước, khi mà chúng ta vẫn phải học tập trọn đời ở trong một cái môi trường lao động ngày càng bất biến và nhiều vấn đề hơn nữa. Tôi nói bất biến bởi vì là có rất là nhiều những cái vấn đề về áp lực có thể gây ra hệ lụy về sức khỏe, tinh thần và thể chất đều bắt nguồn từ nơi làm việc. Đây là một bài viết được đăng tải ở trên trang 2 và trang 3 của báo Thanh Niên. Hãy cùng với chúng tôi đến với bài viết này ngay sau đây. Theo bài viết này, thì căng thẳng tại nơi làm việc để lại nhiều hậu quả về sức khỏe đối với người lao động. Và nhiều nghiên cứu khoa học cũng cho thấy là căng thẳng kéo dài và dẫn đến những cái bệnh lý nguy hiểm như là tim mạch, thần kinh, tiêu hóa hay là suy nhược toàn thân và tăng nguy cơ đột quỵ. Cụ thể, theo ông Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động căng thẳng, cho rằng stress là căn bệnh thời đại mà ngày càng nhiều người phải đối mặt, nhất là những người lao động làm việc với cường độ cao. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra hậu quả của căng thẳng nghề nghiệp kéo dài liên tục làm ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe tâm thần của con người, đồng thời cũng ảnh hưởng đến thể chất của người lao động.
Ngoài ra, những người bị stress trong công việc cũng thường để stress tác động tới đời sống gia đình, do họ dễ bị kích thích, dễ giận, quá mệt mỏi, giảm tình dục và ảnh hưởng đến sự chăm sóc con cái, đến các quan hệ với các thành viên khác trong gia đình. Các yếu tố được coi là nguy cơ đối với sức khỏe tâm thần gồm công việc đơn điệu hoặc lặp đi lặp lại, công việc phải quan sát hoặc lựa chọn chính xác, môi trường làm việc không thuận lợi, làm việc quá giờ, lương không thỏa đáng. Bạn là một người làm việc vướng vào những cái câu chuyện nào, những bối cảnh nào trong những thứ mà tôi vừa nêu ra thì có thể tìm đọc ở trên trang 4 của tờ báo Lao động ngày hôm nay với câu chuyện về môi trường làm việc. Và thông tin này cũng đã khép lại phần điểm báo sáng nay của chúng tôi. Nếu mà quý vị quan tâm thì có thể theo dõi lại trên các nền tảng số như là YouTube và Facebook. Nhưng mà rõ ràng bài báo vừa rồi như là một lời cảnh tỉnh, không phải cho riêng ai xa lạ đâu. Ngay cả tôi và anh Lê Thắng cũng là một trong những người mà dễ gặp phải sự căng thẳng trong công việc của mình, đúng không ạ? Đúng rồi, công việc của chúng ta làm đi làm lại những cái việc rất là nhiều lần, nên là phải thoải mái lên. Chúng ta sẽ cùng đến phần tiếp theo của chương trình với những cái thông tin đáng chú ý khác. Và đừng rời khỏi màn hình nha quý vị.